anh em nhá. Thì hôm nay mình test thử cây trung cấp bên mình xem nó như nào nhé. Bấm phần cái phần tay cầm mẹ đấy thì nó vẫn chắc chắn nhá. Còn cái hàng phổ thông mẹ đấy thì hàng phổ thông anh em chém cái là hỏng ngay. Đấy. Đấy. Hàng trung cấp ấy. Rồi, chào anh em nhé.